Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn và các em. Các bạn và các em thân mến, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021, Trung tâm Phát triển Văn hóa Đọc và Học tập Suốt đời phối hợp với Hội Người mù Việt Nam tổ chức cuộc thi Cùng bạn đọc sách vượt qua thử thách. Mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của học tập suốt đời đối với phát triển cá nhân và xã hội, truyền cảm hứng, chia sẻ các ý tưởng để thúc đẩy việc tự học và học tập suốt đời trong cộng đồng, đặc biệt là người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi Cùng bạn đọc sách vượt qua thử thách đã thu hút được đông đảo các bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc. Đối tượng tham gia dự thi hết sức đa dạng, từ những bạn nhỏ học sinh đến các cán bộ hưu trí, bao gồm cả người khuyết tật. Nhiều tấm gương và kinh nghiệm học tập suốt đời đã được chia sẻ. Nhiều ý tưởng thúc đẩy việc tự học và học tập suốt đời đã được đề xuất. Một số sáng tác truyền cảm hứng thúc đẩy khuyến học và học tập suốt đời đã được thực hiện. Để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những đóng góp tâm huyết và nhân văn từ những bài dự thi, thực hiện thể lệ cuộc thi Cùng bạn đọc sách vượt qua thử thách. Sau khi tổng hợp bài dự thi và chấm vòng sơ khảo, ban tổ chức cuộc thi tiến hành đăng tải các bài dự thi vòng chung khảo. Xin mời quý bạn đọc, khán thính giả cùng theo dõi, tham gia bình chọn. Bài có số điểm bình chọn cao nhất sẽ nhận được giải thưởng bài được yêu thích nhất của cuộc thi. Cách thức bình chọn cụ thể như sau. Đối với bài dự thi dạng clip audio, địa chỉ bình chọn trên kênh YouTube Cùng bạn đọc sách. Cách thức bình chọn. Bước 1. Người tham gia bình chọn truy cập và nhấn nút đỏ đăng ký subscribe trên kênh Cùng bạn đọc sách phía góc phải bên dưới video. Bước 2. Bình chọn cho clip bằng cách xem, yêu thích, chia sẻ. Người bình chọn phải thực hiện đầy đủ hai bước trên mới được tính điểm bình chọn hợp lệ. Cách tính điểm bình chọn. Một lượt xem, view bằng 2 điểm. Một lượt yêu thích, like bằng 1 điểm. Tổng điểm bình chọn của mỗi video bằng tổng điểm lượt xem, view cộng lượt yêu thích, like. Đối với bài dự thi dạng bài viết, địa chỉ bình chọn trên Facebook chính thức của chương trình Cùng bạn đọc sách. Cách thức bình chọn. Bước 1. Người tham gia bình chọn like trang fanpage chính thức của chương trình Cùng bạn đọc sách. Bước 2. Bình chọn cho bài viết bằng cách xem, yêu thích, chia sẻ. Người bình chọn phải thực hiện đầy đủ hai bước trên mới được tính điểm bình chọn hợp lệ. Cách tính điểm bình chọn. Một yêu thích bằng 1 điểm. Một chia sẻ công khai trên trang cá nhân bằng 2 điểm. Mỗi tài khoản chỉ được chia sẻ 1 lần. Tổng điểm bình chọn của mỗi bài viết bằng tổng điểm lượt yêu thích cộng lượt chia sẻ trên trang cá nhân. Thời gian bình chọn. Từ 9 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến 18 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2021 để chọn ra bài được nhiều người yêu thích. Để lan tỏa những giá trị nhân văn từ cuộc thi và khích lệ các thí sinh đã tham gia cuộc thi cùng bạn đọc sách vượt qua thử thách, kính mong các quý vị, các bạn và các em theo dõi, bình chọn và ủng hộ cho các thí sinh và cuộc thi. Cùng bạn đọc sách xin chào. Và cảm ơn các quý vị, các bạn và các em.